Ok anh em, mình là Ken Motul. Sau khi chờ đến 15 phút thì mình xả điện nên thì bây giờ là cái xe của mình đèn vẫn đang sáng anh em nhé. Ok, thì bây giờ là mình bấm đề. Đó, cái xe của mình nó tắt hẳn điện luôn rồi. Đó, đây là bóng của mình. Đây là mình bấm đề nhé. Đó, tắt hẳn, không đủ điện luôn anh em ơi. Hiện tại bây giờ để mình tắt cái đèn xi nhan, cái bình của mình đang báo là 9,40V. Đấy, không đủ điện luôn. Bây giờ là mình sẽ đề nhé. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn với anh em tại sao mà nhiều anh em có hỏi là khi mà mình đi đèn pha mà bấm còi hoặc là mình bật xi nhan là cái đèn của mình nó cứ nhấp nháy như này. Đó, thì là cái xe nó bị yếu điện bình anh em nhé. Đây anh em nhìn ở đây thì biết này, khi mỗi lần xi nhan nó nháy thì cái đèn ở đây nó sẽ, cái số vô ở đây nó sẽ tụt. Đó, cho nên cái bình của mình nó sẽ nhấp nháy như này. Đó, mình bấm đề luôn. Đây mình bấm đề anh em nhé. Test như này là quá nặng luôn, không ai test sâu như này đâu anh em nha. Như này có thể là sẽ vứt bình ắc quy luôn đấy, bởi vì cái bình nó xuống sâu và nó sẽ bị vứt bình ắc quy. Thì bây giờ là mình sẽ để nổ, à đạp nổ anh em nha, không để nữa này. Đó, ok, thì bây giờ là mình sẽ đạp nổ. Mình đang để ở chế độ đèn pha anh em nhé. Đó, thì mình ra lên này. Cái đèn của mình là đã đứng im rồi. Đó, đã sáng bình thường anh em nhé. Ok, thì bây giờ là mình thử tắt đi xem nào. Đó, vẫn không đủ điện để anh em nhé. Thì bây giờ là mình sẽ đạp. Đó, sáng lên. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test là đi tốc độ là từ 20 cho đến 40. Mình sẽ đi đều đều khoảng 30 đến 40. Thanh niên đang phóng lại pẹt pẹt ở thằng kia. Ok, cái đường làm của mình nó đang lên dần rồi. Anh em để ý cho mình ở đây là đang là 41 411 nha anh em nha. Cái số 1 ở Bạch Đằng kia là sẽ là hàng trăm mét. Thì mình sẽ đi sang 42 đi. Nó sẽ là một cây 421, nó sẽ là một cây. Và một cây số thì mình sẽ thử đề. Hiện tại thì bây giờ là mình vẫn đang để pha này. Đó. Ở cái clip này thì mình test cực kỳ nặng luôn anh em nhá. Đồng hồ của mình giờ đang báo là 11,6 rồi. Thì mình nghĩ là nó lên đến 12V thì xe mình sẽ đề bình thường. Ok, anh em có để ý không ạ? Thì lẽ giờ mình vẫn đi ở cái tốc độ là Bạch Đằng là 30 anh em ơi. Đó, thì mình vẫn đi ở cái tốc độ là 30. Cái đèn của mình nó đã tối hơn cái clip tối hôm qua rồi đấy ạ. Thì hôm nay là mình test này nó rất là sâu anh em nhé. Hiện tại bây giờ nó đang là 41,6 rồi. Thì mình sẽ đi lên là 42,1. Thì vị trí là sẽ được là một cái số. Và mình sẽ tắt máy đi và mình sẽ để lại để xem là cái cụ đề của mình có đủ điện để đề cho cái máy của mình nó nổ lại không nhá anh em nhá. Ok đó, thì mình vừa quay mình sẽ vừa để ý. Đó, hiện tại bây giờ đang là 41,8 rồi, thì mình đã đi được 700m rồi. Đồng hồ của mình đang báo là 11,8V. Cái đèn của mình hôm nay nó sẽ tối hơn clip hôm qua anh em nhé. Nó tối hơn là vì là mình xả sâu như thế điện nó rất là yếu. Đó, bây giờ là cái đồng hồ của mình đang báo là sắp sửa là 42 rồi anh em ơi. Ok, đúng 42,1 là mình dùng này luôn. Bây giờ là mình sẽ tắt đèn và mình sẽ tắt chìa khóa. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test là mình bấm đề xem cái đường nạp của mình nó có đủ để cấp cho cái bình ắc quy của mình là có thể để lại không nhá. Hiện tại bây giờ mình đang tắt đèn. Đó, anh em thấy không ạ? Đã đề được rồi. Ui, mình đang để số. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ test nặng hơn nữa là mình sẽ bật công tắc đèn và mình sẽ bấm đề. Đó, anh em thấy không ạ? Vẫn đủ điện để bây giờ là mình sẽ tắt đi bật lại này. Đó, vẫn đủ điện để anh em ơi. Bây giờ là mình sẽ tắt đi bật lại. À, sẽ đề được thêm 2 lần nữa thôi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ phải đề nổ. Đó, thì anh em đã thấy được cái mức độ đường lạp của cái xe của mình là ok chưa ạ? Nhờ cái công bộ ổn định điện V2 đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test là chạy đều ở cái tốc độ là 60 anh em nhé.
chạy quá nó đã lên đến 70 mất rồi. Không sao, bây giờ mình sẽ giảm xuống. Đồng hồ của mình đang báo là 11,9 con. Và bây giờ là mình sẽ chạy đều lên cái tốc độ là 80 cây số giờ. Hoặc là 90 hoặc 100 gì đó. Hiện tại cái đoạn đường này đang rất là sắc anh em nhé. Thoải mái không lo hết điện. Ok, thì bây giờ là mình sẽ xi nhan đó. Tại vì là mình phải đi một tay nên là nó cũng hơi nguy hiểm, nên là khuyến cáo với anh em là không nên làm theo những cái clip tương tự như thế này. Thì mình test như này tốc độ cũng khá là cao và đi một tay cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình làm clip như thế này để cho anh em coi thì mình cũng thấy rất là vui. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tắt. Ở cái tốc độ 80, 7-80 thả tay là chuyện bình thường đấy em ơi. Đó, bây giờ là mình sẽ thả tay. Tốc độ 60 thả tay cũng rất là bình thường thôi, không sao cả. Nhưng mà mình vẫn khuyến cáo anh em là không nên thực hiện những clip tương tự như này. Rất là nguy hiểm anh em nhé. Ok, bây giờ là mình phải đi vào cái đường vòng đây. Và để mình sẽ tiếp tục quay lại với cái con đường vừa nãy và làm đi về anh em nhé. Chạy đêm này cũng rất là nguy hiểm, con xe lơ nó chạy rất là ẩu anh em nhé. Ok, đến chỗ hôm qua rồi đấy anh em. Đây, có một số anh em có comment với mình cái cách chỉnh cái đèn này như thế nào cho nó gom nhất đối với các cái loại pha đèn nhé. Thường là nhà máy nó sẽ sản xuất chung một loại bóng và nó sẽ có thể lắp nhiều cho các loại xe. Thế thì anh em có thể về chỉnh lại thì cho nó phù hợp với các cái loại pha của mình. Thì bên mình khi mà ship hàng cho anh em ấy thì là mình sẽ bên mình có ship hàng cho anh em ấy thì mình sẽ mốt lại cái bóng led V8 này cho anh em để cho nó phù hợp nhất với cái file của anh em đó. Thì nếu như về mà nó vẫn cứ chưa được như ý của anh em ấy thì anh em sẽ có thể chỉnh lại. Thì ở cái clip hôm nào rảnh rỗi thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mốt lại cái đuôi của cái chân 5 hoặc là cái chân H4 anh em nhé. Ok, thì bây giờ là mình tiếp tục mình đi, bây giờ là sẽ là trên chiều về. Thì anh em cũng biết là cái đường nạp của cái xe mình rồi đấy, thì mình sẽ không tắt đi và để lại nữa. Thì bây giờ là mình sẽ chạy luôn. Hiện tại bây giờ là cái bình ắc quy của mình đang báo là 11,1 V anh em nhé, 11,6 V, xin lỗi anh em. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test luôn. Và bây giờ mình sẽ bật đèn lên, cái đường đèn của mình bật lên nó sẽ báo là 10,
thôi. Bên kia có anh CBR đang chạy. Ok thì bây giờ với đó là mình đã sử dụng một con Bugatti bạch kim thương hiệu AT đó, thì cái xe của mình là xe zin anh em nhé. Thì nếu như anh em nào mà có muốn kiểm chứng ấy, thì có thể comment ở bên dưới clip ấy, thì mình sẽ quay ở cái clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ quay một cái clip nói về cái xe của mình là cái xe zin bản luôn anh em nhé. Mình sẽ cho anh em thấy những cái như thế nào là zin đó. Cái xe của mình chỉ là mình lên thêm một con IC mở tour lửa sớm. Anh em cũng biết là cái IC mở tour lửa sớm ấy, thì khi anh em chạy ở cái tốc độ cao là máy nó nổ rất là nhiễn nhá, nước hậu rất là tốt. Anh em có thể thấy cái xe của mình nó chỉ là phân phối là 97 thôi nhá. Xe zin thì anh em thừa biết là phân phối 97, nhưng xe của mình cứ chạy 100 mà hơn 100 thì bình thường anh em nhá. Đó là xe zin nhá, chứ mình không có độ lên bình xăng con hay là lên chế chip gì cả, hay là lên phân khối lớn làm gì cả. Mình đang để zin. Thì Kiên Motor làm xe thì rất thích là để zin thôi. Mặc dù là điện thì có thể là độ các kiểu, hoặc là lên dơ le các kiểu do tự tay Kiên Motor làm ra, nhưng mà cái phần máy miếc nói chung là các cái bộ phận ở trên xe là mình thích là để zin bản luôn. Đó, đây cái xe của mình đây. Đó, mình chỉ có vứt có cái đôi gương thôi, là mình lắp cái đôi gương vắt một cái gương này thôi. Đó, anh em có thể thấy tất cả mọi thứ đều zin bản luôn. Thì những cái clip lần trước ấy, thì mình có quay cái xe của mình rất là nhiều chính con xe này luôn. Đó, thì anh em phần nào cũng đã biết là cái xe của mình là zin như thế nào rồi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ dừng lại. Đó, mình sẽ dừng lại đây. Ở chỗ này nó sáng. Đó, anh em thấy cái đèn của mình rất là sáng. Ok thì bây giờ là mình sẽ bật cái chức năng là tự động đề lên đấy, và mình sẽ đề đó rất là dễ nổ. Đó, rất là dễ nổ anh em nhé. Điện nó yếu ạ, đó điện nó yếu ạ, điện nó yếu ạ, đó, nhưng mà nó vẫn có thể đề được đó anh em ạ. Nhờ con IC tăng áp, chỉ cần cái củ đề của mình nó chỉ cần quay một cái là nổ luôn. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục này. Đó, anh em nhìn thấy nó quá dễ khó nổ nữa. Ok, xin chào anh em, mình là Kiên Mô Tô, hẹn anh em ở cái clip tiếp theo. Nếu anh em thấy hay thì like, share, subscribe kênh của mình. Ok, xin chào anh em, mình là Kiên Mô Tô.